Dạ em tên là Nguyễn Thanh Trí, em đi diễn, nghề danh của em là Nhã Vi. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 25 tuổi. 25 tuổi. Em đi diễn là diễn về cái gì em? Dạ em đi hát lô tô. Em là thành viên của đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời. Khi nào em phát hiện ra là em không phải là một người con trai thẳng? Từ năm mà lớp 3, lớp 4, lớp 5 á, là những năm đó là em không có thích chơi với những bạn nam nhiều. Em cũng không có thích bắn bi hay là đá thun, mà em chỉ thích là nhảy dây, mà đặc biệt em nhảy dây rất là giỏi. Em chơi chung với những bạn gái không, em không biết như thế nào mà cơ thể em nó yếu lạ lắm. Yếu lạ là sao? Không có đủ sức đề kháng gì. Dạ. Ngày xưa thì em nghe mẹ em kể lại là mỗi lần mà em mà khóc lên cái là em xỉu, cũng như là đói bụng hay là cái gì đó em khóc là em xỉu. Dạ mỗi lần khóc ra mình mất sức hả em? Dạ cũng như là em hước một hai cái rồi là em xanh mặt mày là em xỉu. Ủa rồi sau này lớn lên nó có đỡ hơn không? Dạ lớn lên thì em đỡ hơn, em không có khóc thì vẫn còn khóc nhưng mà là bớt xỉu, không có xỉu nữa, ít lắm. Chỉ là coi như là giảm nhiều đó. Dạ từ lớp 4 là bắt đầu em biết. Lúc đấy em nhìn mấy bạn nam em có thích không? Dạ lúc đó thì em không thích đâu, tại vì những bạn nam dưới quê em ai cũng xấu. Nói chung là em thích đẹp trai đúng không? Dạ đúng rồi. Nhìn tương thích nào? Dạ thích chứ. Xuất sắc luôn. Rồi đến bao giờ em bắt đầu có cái sở thích là mình giả gái? Dạ sở thích giả gái là từ năm lớp 6, là trong trường cắm trại. Thì em mới nói cô cho em, bữa đó là em biểu diễn thời trang em giả nữ. Lúc đó em còn nhớ là những cái quần của mẹ mà bỏ đi rồi á, em mới cắt những cái ống như này, tại người em nhỏ con lắm. Mà ống quần ngày xưa là ống loa, ống le. Em mới cắt những cái ống quần đó, em ráp hai ba ống lại em làm cái váy. Em tự chế biến cái váy luôn. Dạ đúng rồi, em tự may làm cái váy cho mình cái váy luôn. Dạ rồi em lấy một cái áo thun nhỏ của em gái em mặc vô. Ngày xưa mẹ em cũng làm tóc cho nên có những cái phím tóc giả đó chị. Thì em xẹt xẹt lên đại vậy đó. Rồi hôm đó thì em nhớ là em được giải nhì. Từ đó là em thích làm con gái. Là lôi cuốn luôn đó. Như vậy á thì ánh mắt của mọi người với em như thế nào? Cũng ít bạn kỳ thị, mà kỳ thị là hơi nặng. Hơi mạnh tay chứ. Mạnh tay làm sao cưng? Đang đi vậy nè, ở rồi ngoài sao chạy tới là quýnh mình một cái mạnh, kêu là BD. Quýnh thiệt là mạnh vậy đó rồi chạy đi. Sao kỳ vậy trời? Sao tiên quýnh ta sao vậy trời? Tánh em tự kỷ từ nhỏ lớn rồi. Em không chơi ai á, vô lớp là em ngồi em làm chuyện gì đó mình em à. Về nhà cũng vậy, em cũng là vô phòng em hai em ngồi em chơi mình em. Nên nhiều lúc em vô em ngồi cuối vậy thì những người đi ngang ấy, họ quýnh lên đầu mình hoặc là họ quýnh lên vai mình rồi họ bỏ đi. Mà mình chửi lại thì nhiều người á họ các bạn như là gom 1, 2, 3 bạn vậy đó lại tới bắt nạt, cho nên em cũng không có chửi lại. Em ít chửi lắm. Ủa lúc đấy rồi thầy cô thì sao? Có năm em học lớp 6 thì cô thương em lắm. Mỗi lần thì em mét cô thì cô rầy thôi, thì cô chỉ rầy những bạn đó thôi. Càng rầy thì nhiều bạn biết đến cái giới tính em nữa thì lại càng nhiều càng bạn còn ghẹo hơn nữa. Ba mẹ em thì cũng biết em cái tính là cũng như hơi ẻo lả thì từ nhỏ, nhưng mà là cũng chưa có biết rõ về cái giới tính của em là em thích giả gái và em thích những bạn nam. Rồi đến khi nào thì bố mẹ biết? Dạ đến khi là em đi theo hội chợ. Theo hội chợ là em giả gái xuyên suốt giả gái luôn. Và có nhiều lần là em dẫn những bạn trai của em á về nhà chơi thì nhà em mới biết là như vậy. Sao em giả gái em không để tóc dài, em không nuôi tóc dài đi? Dạ, em không hiểu sao là em không giống những chị hát lô tô khác. Là thứ nhất là em không thích chích hormone vào người. Em cũng không thích làm một cái gì như là để tóc dài hay là mặc đồ nữ ban ngày. Em cũng không thích. Em không có ý định chuyển giới đúng không? Dạ không. Bạn này giống Su Su á chị. Dạ. Bạn này chỉ thích lên sân khấu là giống như trang điểm sơ sẩm thôi, làm cái để diễn thôi. Sau đó là vẫn là nhân vật trai bình thường. Đến hiện tại bây giờ luôn á, mỗi lần em về nhà thì ngoại cứ hỏi sao không chịu có vợ đi. Cứ hỏi tại vì ngoại em cũng biết là em vậy, nhưng mà ngoại không có khẳng định là em là như vậy. Lý do tại sao em không nói thẳng với gia đình? Dạ em cũng không có cái cơ hội nào để em nói thẳng với gia đình hết. Tại vì từ lúc nhỏ, năm em học lớp 9 là ba mẹ em là ly thân. Thì mẹ cũng đi xa, mẹ cũng làm công việc của mẹ rồi. Em buồn, em cũng đi làm công việc của em rồi. Có một thời gian khoảng 1 năm là em không có một cái điện thoại và cũng không có một cái gì để em liên lạc về nhà. Em chỉ nằm một mình em khóc, em cũng không biết làm sao mà đi về nhà nữa. Rồi bây giờ cũng không biết nhà mình là nó đang ở đâu. Em chỉ biết là cái địa chỉ đó là em cũng không biết là xe đi về nhà mình là đi bằng xe gì, rồi đi bằng cái đường gì, em cũng không biết luôn. Là em cứ đi theo đoàn lô tô rồi em đi xa nhà vậy luôn? Dạ. Rồi mẹ em với em á,
sau này có liên lạc lại với nhau? Dạ có, sau này thì em có về nhà để em xin số điện thoại rồi em gọi cho mẹ em. Đến bây giờ thì mẹ em đã dọn về dưới nhà em ở chung rồi. Là hai mẹ con ở chung với nhau mà. Cũng không ở chung đâu. Nhà em ở bên này thì nhà mẹ ở bên này. Rồi bây giờ thì để tiếp tục câu chuyện về gia đình thì mình mời mẹ của Chí nhé. Chí giống mẹ quá. Chào tất cả mọi người. Tôi là Nguyễn Thị Hằng, mẹ của Thanh Trí, Nhã Vi. Giờ sau khi nghe Chí giải bày hết nỗi lòng của mình từ hồi bé đến giờ thì cô cảm thấy như nào? Nghe tới thì khó chịu. Con nói vậy là mình cũng nó thích gì mình cũng để cho nó vui vẻ trong cuộc sống vậy. Cũng biết nó từ nhỏ, tại vì hồi nhỏ là nhà không có gái, có một anh hai với nó. Rồi hai vợ chồng cũng thích gái, lúc đó là còn hai vợ chồng còn ở chung với nhau. Là thích nó làm gái, hồi đó chưa có sinh em bé là thích nó làm gái. Tôi là như thợ làm tóc cho mướn đồ cô dâu rồi đó. Tôi thấy nó vậy thích gái cái ưa vẽ mặt rồi chụp hình rồi cho nó. Là hai anh em đứng với nhau là anh làm chú rể, em làm cô dâu. Là mình vẫn mong muốn Chí là một người con gái. Cũng như ham là nhà có một con gái, không có là lấy nó giả gái. Là lấy giả gái từ lúc nhỏ luôn. Lúc nhỏ rồi lớn nó thích luôn. Thế nhà không chịu. Tại nhà ai cũng nói sao tự nhiên làm vậy rồi nữa nó bê đê làm sao. Rồi đâm ra là khi mà thích luôn thì gia đình là buồn. Lúc đó nó thích, nó đi hội chợ rồi xong lúc đó là hai vợ chồng chia tay, nay 10 năm rồi. Rồi nó đi trôi nổi đầu này đầu nọ đầu kia không biết nó đi đâu. Mới đầu 3-4 năm nè. Về nó mở quán trà sữa bán rồi phụ nó. Kêu thôi con ơi giờ ba độ này mày dục hết á. Cũng chịu. Chịu xong đã rồi cái bán cái phụ cái đoạn này đoạn kia điện á. Kêu đi chứ cũng bỏ quán cho mình cô bán đâu quán được đâu. Rồi dẹp. Đã giờ đi vô đoạn này nữa. Cô có phải rất là khó khăn để chấp nhận Chí không ạ? Tại thấy mấy sao hồi đó đi hội chợ trôi nổi rồi cái về cái không xe không điện thoại rồi đói. Mỗi lần về cái đầu mẹ cho dạy thăm cái bộ túi đi. Cái gì? Nó kêu nó dẹp nghỉ chứ không ai tự nhiên không cho con đi. Là cô thấy con khổ quá, cô muốn con khổ về. Quá thôi cô ơi, giờ về có gì ăn đi đừng có đi nữa. Rồi cũng chịu nữa rồi cái đồ đạc nó thôi mẹ dục mẹ đốt nó chứ đâu có đốt, tới giờ này cũng còn. Cái lâu lâu cái nó lục ra cái nó lấy nó cũng đi nữa. Vậy á. Rồi về đó có tiền đâu mai đầm mấy đồ cái nó lấy ba cái giấy mà hồi đó mà cô làm tiệm tóc á. Rồi cho không mướn đồ cái nó cắt ra cái nó mới quấy mới đầm nó mai tùm lum rồi nó mua mấy cái đồ mũ như này cái nó gắn bông lên đừng nó đội dần còn mới mấy ngày nay sửa nhà lại cho nó nè mấy mưa dài đem nó ra phơi ra rồi lấy cái thùng đựng. Em thì em cũng biết, em biết nhà em có nhiều cái tâm trạng cũng như là muốn em đi về nhà ở lắm. Nhưng mà đây là một cái tổ cho em là em phải đi diễn. Có lẽ đây là cái sự mà em phải chịu, em phải trả và em phải đi hát để trả đó. Lại cái nghiệp đó. Em không có đi về nhà được. Rất là nhiều lần em đã bỏ đồ em đi rồi. Em bỏ nhiều lắm. Rồi em cũng lại nhớ rồi, em cũng đi nữa. Không có bỏ được. Em làm gì làm chứ em cũng phải hát. Mà thậm chí về nhà là em phải ở một mình. Em không ở chung với ai được. Em không muốn trong nhà em mà kể với em một cái câu chuyện gì mà hơi buồn hết. Tại vì em không có chịu được cái buồn đó. Mà em rất là sợ người phụ nữ khóc nữa. Nhà em thì có mẹ em với em gái. Cho dù là cỡ nào đi nữa thì em mà thấy mẹ với em gái em chỉ cần đỏ mắt thôi là em sợ lắm. Em sợ nhìn lắm. Cho nên em không ở chung được. Cái tính cách của mình như vậy á, có phải là nó ảnh hưởng từ cái tuổi thơ khi mà em cảm thấy mình thiếu tình cảm của bố mẹ không em? Cũng nói thật là từ nhỏ ba mẹ em hay cãi nhau lắm. Em thì em rất là sợ cãi nhau. Mỗi lần mà ba lớn tiếng á, là em sợ lắm. Lúc mà ba mẹ dọn ở riêng á, em thì em ở với bà nội. Sáng em ngủ dậy thì nội đi ra gọi bằng cỏ rồi. Em mới đi học. Đi học về thì nội ngủ trưa. Em vô phòng em ngủ. Chiều em đi học tiếp thì nội cũng đã đi làm nữa. Nói chung là em ở nhà với nội nhưng mà chỉ chừng một ngày chỉ là 1-2 tiếng là em gặp nội thôi. Thì trong nhà chỉ có một mình em thì từ sáng cho đến tối thì cũng chỉ có một mình em thôi. Em ít đi ra ngoài mà đi chơi với ba mẹ hay là em cũng không có đi gặp ba mẹ nhiều. Em thích ở một mình.
em không thích giao lưu với ai hết á. Thứ nhất là em sợ tiếng động lớn và những cái mà la lớn tiếng như là chửi nhau hay là đánh nhau hay là cái gì đó em rất là sợ. Cái tâm lý của mình như vậy nó có ảnh hưởng đến con đường học tập của mình không? Em học chỉ có hết lớp 8, đầu lớp 9 là em nghỉ rồi. Em không học tại vì trong trường không phải là những bạn học chung họ ghẹo mà cả thầy cô nữa. Người ta ghẹo em, đông ra em mặc cảm em nghỉ. Dạ. Cũng như là thầy kêu em lên trả bài thì em đứng thì anh chị cũng biết là cái tướng mà của những người giống như em ấy, thì không có đứng cái tướng như nam được. Thì em đứng cái tướng hơi xấu tí. Thầy mới nói mày trả bài mày đứng đàng hoàng coi, đứng cái tướng gì như BD vậy. Đó, rồi em quên bài hết, em không nhớ gì hết. Cho nên em học đầu năm lớp 9 là em nghỉ, em không học. Sau khi mình nghỉ rồi thì mình làm gì em? Dạ, sau khi mà em nghỉ rồi á thì em lên Sài Gòn em làm. Em đói bụng quá em mới xuống bếp em lục đồ ăn em ăn. Về thì bà chủ bà rầy bà nói là hôm nay không có làm, không có ai ở nhà, cái là giống như là không có chủ nhà gà mọc đuôi tôm xuống đây ăn. Em mới nói tại vì con đói quá con xuống đây con kiếm đồ con ăn. Tại chưa có tới tháng lãnh lương. Để cái chủ đuổi em. Em mới gọi cho mẹ. Mẹ nói thôi đường Sài Gòn thì mẹ cũng không biết. Bây giờ con kiếm xe ôm nào đi. Đi qua bên mẹ ở. Em qua mẹ ở được một ngày thì có cái cô đó mướn em về làm shop bán giày dép. Cô đó cũng khó khăn với em lắm. Cái em mới nói mẹ ơi qua xin cho con nghỉ đi, cũng khó quá à. Cái cô mới chửi mẹ em á, mẹ con mày tưởng đây là đâu? Cái chợ hả? Muốn vô là đưa, muốn ra là ra hả? Em sao mẹ em buồn em im luôn. Em làm thế 9 tháng thì em bị cho em ngủ ở ngoài á. Em bị muỗi cắn á, cái em bị bệnh sốt xuất huyết. Người ta cũng là con người, sao có nhiều người rất là én. Mà sao đối xử với em vậy mà? Em không biết. Tại vì giới tính như vậy người ta không thích à. Ông chủ hay đi về, ông chủ ghẹo lắm. Ông chủ về là ông chủ ghẹo à. Nói PD này kia kia nọ ta. Em xin nghỉ thì không cho. Mình làm thì ghẹo. Em lại ở trong nhà người ta mà. Người ta không cho dọn ra à. Người ta đâu có cho em ở trong phòng nhà người ta đâu. Người ta để cho em ngủ ở ngoài giữ dép á. Cái em bị sốt xuất huyết cái em mới gọi cho ba em ở ngoài Vũng Tàu về. Sao mà ác dữ vậy trời ơi. Chở em đi bệnh viện. Vô bệnh viện xong rồi hết bệnh em mới về. Mẹ mới hỏi là bây giờ con có muốn đi học chụp hình nữa không. Mẹ hỏi cho con đi học chụp hình. Em lên đó em học ngày đầu. 3 ngày sau là thầy em mới kêu thôi bây giờ nhà mày cũng xa nữa mà khuya về á thấy đường xá vắng quá. Nhưng mà em không có biết cái đó là cái cạm bẫy mà để em bước vô cái con đường tình cảm, tình yêu đó. Em mới chấp nhận là em dọn đồ lên em ở. Khoảng 2 tháng đầu thôi là lúc đó là thầy em cũng như là bày tỏ cái tình cảm đó với em. Em mới là mến thầy, em mới thầy em ở lại. Khoảng 1 năm rưỡi, trong 1 năm rưỡi đó thì thầy mới là quen người này người kia, dẫn người này người kia về nhà vậy đó. Thì em mới biết được em buồn, em nghĩ hoài à. Thì cái lúc đó là em lơi là cái công việc của em lắm. Vô tình bữa đó thì em mới phát hiện thầy ngủ trong phòng chung với một bạn khác cũng cùng sớm với em luôn. Em gõ cửa đi vô ngủ thầy không cho. Để em ở ngoài á, em buồn quá em đi về nhà. Em đi về nhà em thì lúc đó em khóc khoảng 5-6 ngày vậy đó, em khóc hoài à. Thì ba em mới không biết là tại sao cái thằng này nó lại nghỉ hoài mà ta kêu mày lên học mà không lên học. Cái ba em chửi thì em lại buồn em khóc xong rồi em xỉu ở cái cột ở nhà em á. Ba mới kêu là đưa số điện thoại của thầy đây, ba nói chuyện. Em cũng không biết là ba em nói cái gì mà em cũng không biết là thầy em nói cái gì. Mà ba em im luôn không nói gì nữa hết. Rồi tối hôm đó ba nhậu về, ba đuổi em đi. Ba giục đòi em đi ra ngoài luôn. Để em đón xe, em đi lên Sài Gòn. Em làm là em bỏ số, em không liên lạc với ai nhà em nữa. Tại cũng không có còn mẹ ở nhà nữa. Thì lúc đó cũng đau lòng khó chịu mà. Tại vì lúc đó là hai vợ chồng không được chịu là tự trốn đi. Thành ra không có nhắm về xứ. 5 năm không có về luôn, biệt luôn. Rồi con nhỏ em nó không lẽ giờ trốn suốt đời, ông bà chết không để chịu không về. Lúc đó có về. Về rồi bắt đầu về ở luôn tới giờ này. Bây giờ em còn đi theo đoàn nữa không? Dạ bây giờ thì em chỉ theo đoàn Sài Gòn Tân Thời thôi. Tại bây giờ thì sức khỏe em nó yếu đi rồi. Bệnh hoài, bỏ đòn, không ra không hết. Ủa em có bao giờ em yếu như gì? Em thử đi khám là tại sao mà? Em không biết, nhưng mà 2 tháng rồi. Em có nói với mọi người là có lẽ là em gặp mọi người
được ngày nào ai ngày đó. Em sợ là em bị mất đi mất tử. Em thường bị tê nửa người. Em có nói cho mẹ nghe. Nhiều lúc em ngồi xuống, em chỉ cần đứng lên thôi là em không nói chuyện được nữa. Đớ cái lưỡi em lại luôn. Em không nói chuyện được nữa. Còn mấy hôm em về nhà ngủ, sáng em ngủ dậy thì em ngủ ở ghế salon, mẹ ngủ ở trong phòng. Mẹ ra mẹ kêu em dậy. Thật sự là em đứng dậy em vịn vào tường, nhưng mà thật em không có cảm giác với cái tay em đang vịn vào tường. Là mẹ phải kè em đi. Sao em đi khám thử cái em bị gì? Chắc có lẽ nhỏ em đi làm sớm là em tắm khuya đó. Phổi em nó đang bị yếu. Phổi yếu và tắm tim... khuya là có nước cho phổi á. Rồi tim em yếu, nó không có đập máu nổi lên não. Em bị thiếu oxy não. Từ những cái đó thì não nó không có truyền được thông tin vào những bộ phận khác. Thận em nó đang cũng đang bị yếu đi. Gan cũng đang bị yếu đi. Em cũng đang trị thì bác sĩ nói là thôi bây giờ cưng cứ uống gan trước. Thì nếu mà gan nó ổn một tí anh sẽ cho làm xét nghiệm với thận. Mà em cũng có một căn bệnh là em không biết cái căn bệnh đó từ đâu mà em dính nữa. Cho nên em cũng em sợ lắm, căn bệnh đó em không có dám nói. Thời gian gần đây thì em ít diễn ở đoàn lắm. Khán giả cũng có nhiều người nói là có cái chuyện gì đó với Lộ Lộ với lại xích mích với những anh chị em trong đoàn. Nhưng mà thật sự là em không có xích mích gì hết. Em rất là thương anh chị em trong đoàn. Nhưng mà em sợ khi mà mình mệt mỏi rồi, mình đến đó mình diễn mà cái sắc mặt của mình nó không tốt á, thì lại đem đến không vui cho khán giả. Vì hát lô tô á là đem cái niềm vui cho khán giả. Người ta làm mệt mỏi người ta đến đó để người ta xem cái hay vui, mà mình lên mà mình không vui lại là không tốt. Cho nên là em cứ xin nghỉ hoài à. Bây giờ em dù em có bị bệnh hay như thế nào thì em cũng phải sống lạc quan, em hãy vui vẻ lên thì em mới sống được lâu dài được. Còn nếu em cứ vậy hoài là em sẽ không bao giờ em sống được lâu dài. Bây giờ em vui ngày nào hay ngày đó, em cứ cố gắng ăn uống bồi dưỡng đi. Thật sự là em không muốn ăn gì hết. Chỉ là đói bụng thì kiếm cái gì đó ăn để cho no bụng và sống thôi. Chứ thật sự là em không thèm một cái gì hết á. Cứ lo đi diễn với lo hát, không lo ăn gì. Như Nguyên ngày qua quay nha. Nhưng mà em không phải ăn, em có sức khỏe, em phải làm việc chứ. Em không ngủ sớm, em không ăn uống nhiều thì sao em sống được lâu. Cái thuốc mà để bác sĩ đưa cho em á là phải uống vào nửa đêm. Toàn 12 giờ đêm không? Nửa đêm em mới được uống. Thì khi mà uống thuốc vô rồi cái người em nó nóng lên. Nó bị sốc thuốc được. Là ngủ không được. Là 2 giờ sáng em mới ngủ. Tại sao thuốc nó phải uống nửa đêm mới uống được? Tại vì thuốc đó khi mà uống vô nó sẽ bị sốc thuốc 2 tiếng đồng hồ. Ngày nào em có phải uống vậy hả? Em không, uống không uống tới 12 giờ tại đi diễn mới vậy chứ. Thường thường như người ta uống không có thì 10 giờ uống không? 7 giờ, 8 giờ, 10 giờ được. Mà mấy cái lúc đó nó mắc đi diễn rồi, nó diễn. Uống rồi giật rồi sao nó diễn. Mình đang tại 12 giờ đêm không? Thôi giờ chị nói cứ nghe nè. Bây giờ em đang là người đang bị bệnh. Em không phải là người khỏe mạnh mà em ôm đùm em lo hết tất cả mọi người còn lại. Bây giờ ai cũng biết gia đình, ai cũng biết em bệnh rồi. Thì chị khuyên em nên lo cái bản thân của em và lo cho em có sức khỏe. Em khỏe mạnh em mới lo cho tất cả mọi người còn lại. Một chút nữa chị sẽ gửi tặng cho em một số tiền để em lấy tiền để em ăn uống, em bồi bổ nha. Cô được. Có mong muốn thì sao cuộc tương lai của em của chị không ạ? Ước mơ của em giờ nó bệnh mong nó sống được ngày nào nó vui vẻ cho nó cũng trong cái cuộc sống cho nó có sức khỏe, nó sống ngày nào hay nấy thôi. Làm gì làm em phải giữ gìn sức khỏe, em phải sống lạc quan yêu đời. Mình có bệnh gì mình cũng đối đầu với căn bệnh đó để mình biết để mà mình chữa. Tại cái chuyện gì bệnh gì bây giờ cũng chữa được hết, quan trọng là mình chịu chấp nhận nhìn nó sự thật và mình chữa bệnh. Mình uống thuốc đầy đủ đúng liều điều độ rồi mình ăn uống mình nghỉ ngơi để mình mới có sức khỏe, mình sống dài, mình kéo dài cái tuổi thọ của mình chứ. Chúc cho em nhiều sức khỏe và gặp được nhiều may mắn. Cảm ơn chị. Cảm ơn cô, cảm ơn chị đã đến đây và chia sẻ rất chân tình về tất cả mọi góc ở trong cuộc sống của mình cho khán giả được biết.